Theo Bộ Công Thương, hơn một tháng qua, kể từ khi Nghị định 107 về kinh doanh xuất khẩu gạo có hiệu lực, đã có thêm khoảng 3-4 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh xuất khẩu gạo. Điều này cho thấy những sự thay đổi trong Nghị định 107 đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho việc kinh doanh xuất khẩu gạo của Việt Nam. Tuy nhiên, việc có nhiều doanh nghiệp tham gia, mức độ cạnh tranh sẽ càng lớn và câu chuyện tranh mua tranh bán lại có thể xảy ra. Đây là một trong những nội dung chính được đưa ra tại hội nghị phổ biến Nghị định 107 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo do Bộ Công Thương tổ chức sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghị định 107 với nhiều điểm mới, trong đó việc nới lỏng các quy định về kho chứa, cơ sở xây xác, chế biến lúa gạo cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo thực sự đã cởi trói cho những công ty kinh doanh vừa và nhỏ. Đặc biệt, các doanh nghiệp chỉ xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo tăng cường vi chất dinh dưỡng, không cần có giấy chứng nhận, không phải báo cáo theo quy định. Thì bây giờ Nghị định 107 của Chính phủ đưa ra như thế này thì các doanh nghiệp đã có cái cơ hội để mà tận dụng, để mà xây dựng cái thương hiệu của mình, xây dựng vùng nguyên liệu của mình và xây dựng cái chất lượng của mình, từ đó mà nâng cao cái giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam lên, mà chính là cái giá trị xuất khẩu gạo của các doanh nghiệp của mình. Rõ ràng, chính sách này đã tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Số doanh nghiệp đăng ký tham gia kinh doanh xuất khẩu gạo vì thế sẽ tăng lên. Điều này, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, sẽ có thể dẫn đến sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp. Bây giờ nó xuất hiện là một cái doanh nghiệp mà ta sử dụng cái văn phòng là cái nhà của người ta, chỉ cần có giám đốc với kiểm trưởng thôi, rồi thuê một cái kho nhỏ nào đó là được cho phép, thì coi như ta đủ điều kiện kinh doanh, đủ điều kiện để xuất khẩu gạo. Thì cái này nó sẽ tạo khó khăn cho những doanh nghiệp mà lớn và có cái tập trung và có quy mô. Bộ Công Thương cho biết, trong nước hiện có 142 doanh nghiệp có đủ điều kiện xuất khẩu gạo. Nếu việc tranh mua tranh bán xảy ra, Chính phủ sẽ sử dụng luật cạnh tranh, tạo sự công bằng cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Nhà nước sẽ áp dụng luật cạnh tranh để xử lý tất cả những hành vi cạnh tranh không lành mạnh, cũng như những hành vi hạn chế cạnh tranh khác, lạm dụng vị trí thống lĩnh chẳng hạn. Thì đấy là khu vực mà nhà nước có thể can thiệp. Và nhà nước sẽ cung cấp là đến giờ phút này chúng ta đã xuất khẩu được bao nhiêu gạo, cái cơ cấu của chúng ta, cơ cấu xuất khẩu gạo là như thế nào, gạo thơm là bao nhiêu, gạo Japonica là bao nhiêu. Theo Bộ Công Thương, 10 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã xuất khẩu gần 5,2 triệu tấn gạo. 2 tháng cuối năm có thể xuất khẩu được thêm 800.000 tấn nữa. Lượng gạo xuất khẩu cả năm 2018 dự kiến đạt 6,1 triệu tấn, kim ngạch đạt 3,3 tỷ đô la Mỹ. Với những cơ chế thông thoáng của nghị định mới, các chuyên gia hy vọng xuất khẩu gạo của Việt Nam 2019 sẽ khởi sắc hơn nữa. Nhưng giờ thì trời cao, đất thì dày, chui thì không chui xuống được, giờ biết kêu ai, giờ chỉ tự mình làm, mình chịu chứ. Đúng như đánh bạc, là vì làm sao? Đấy, nhưng vừa rồi bão rồi, nhiều nhà mùa này chúng tôi mất trắng không được đồng nào. Những vấn đề nóng bỏng của làng quê, những kỹ năng và tri thức để phòng vệ, những con đường nông dân khởi nghiệp và sự nỗ lực không mệt mỏi. Thông qua kênh VT16, tôi đã tìm hiểu được rất nhiều về những cái phương tiện sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp. Học được nhiều cái, cũng đi lên cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái việc trồng trọt. Phân tích, bình luận với các chuyên gia uy tín. Với ta họ rất dễ dãi, nhưng mà cái điều đó lại biến chúng ta trở thành sự luống cuống không chuyên nghiệp. Anh muốn giữ được thương hiệu thì anh phải có chiến lược dài về cái sản phẩm của mình. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang chuyển mình như thế nào? Nông thôn chuyển động 6 giờ 10 phút hàng ngày, phát lại vào 14 giờ 15, 21 giờ 40 trên 3N VTC16. Con giống, vật tư, sâu, dịch bệnh, cách phòng trừ, mô hình hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm. Alo, VTC16 xin nghe ạ. Ở đây chuyên gia trả lời cho bác là cây bí đã bị bệnh do virus gây hại ạ. Bác đã làm theo các đồ điều trị của chuyên gia chưa ạ? Bác chưa theo dõi được chương trình ạ? Vâng, vậy bây giờ bác có thể chuẩn bị sẵn giấy bút ạ. Cháu sẽ đọc lại lời tư vấn của chuyên gia cho bác ngay bây giờ ạ. Mọi vướng mắc của bà con trong quá trình sản xuất nông nghiệp sẽ được các chuyên gia uy tín trong ngành tư vấn, giải đáp. Tổng đài tư vấn nông nghiệp 1900 6145 luôn sát cánh cùng nông dân Việt Nam.